này là cái mẫu bình án, cái này là bình án là do mình soạn lại để mà gì đó, chị giúp cho các bạn, một số bạn á, thì mấy cái điểm mà các bạn chú ý á, nha, mà chúng ta hay gặp, mà gặp rất là nhiều luôn. Là một là cái lý do nhập viện này. Thì cái phần lý do nhập viện thì chúng ta lưu ý rằng tùy theo cái loại bệnh án mà các bạn làm thì nó cũng có một lý do chung thôi, chứ không phải là cái lý do này mà cái lý do khác lại không có, không phải. Nó chỉ có một lý do duy nhất trong vấn đề thực hành của bệnh án đó. Nên đòi hỏi các bạn phải chú ý cái lý do vào viện, mà lý do là cái gì mà người ta làm, người ta có cái khó chịu để người ta vào với mình. Do đó để đòi hỏi các bạn phải coi lại cái khó chịu của bệnh nhân là gì. Ví dụ như ra nước chẳng hạn. Cái thứ hai, trong phần tiền sử thì các bạn cần lưu ý rằng khai thác kỹ cái bản thân của bệnh nhân. Mình khai thác kỹ bệnh thân của bệnh nhân đặc biệt nhất là cái phần tiền căn sản khoa. Trong cái phần tiền căn về sản khoa đó thì các bạn phải nói cho được các vấn đề trong cái sản khoa của người ta. Bởi vì đây là một bệnh án chuyển dạ, một bệnh án hậu phẫu hậu sản. Đòi hỏi cái gì? Đòi hỏi là người ta có bầu. Như vậy thì cái vấn đề bầu lần trước và lần sau nó đều có ảnh hưởng đến cái kết cục của cái quá trình đó. Nên chính vì thế các bạn cần phải có một cái nhận định cho nó đúng và đủ. Đúng ở đây á thì nhận định đúng về cái các cái tiền căn của sản phụ, bao gồm là tiền thai, mình hay gồm cái từ là bara, bara tức là đủ thiếu sẩy con. Tuy nhiên ở đây cái bài này là mình muốn cập nhật với các bạn ở chỗ là chữ G và chữ B. Ở G ở đây, B ở đây. Tuy nhiên là bây giờ trong cái này là bệnh án mình không muốn nói các bạn cái này nhiều, bởi vì cái này nó cũng chưa phải là cái người nào cũng biết cái điều này. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là các bạn biết là có chữ G. Nếu mà các bạn có đọc một số sách nào thì nó cũng đã là quá cũ về vấn đề này rồi, tức là chữ G. Còn cái chữ B thì chúng ta đều biết đó là baga. Như vậy thì khi các bạn làm những cái ca lâm sàng mà ở đâu đó, vô tình ở đâu đó mình thấy cũng không có gì lạ cả. Không có gì lạ thì chúng ta coi như chúng ta đã từng có nghe nghe về cái đấy. Còn các bạn muốn tìm hiểu cái chữ G, chữ B như thế nào thì các bạn sẽ coi trong cái phần này. Thì đối với những cái trường hợp đó, các bạn cần lưu ý rằng những cái tiền thai bất thường, ví dụ như thai ngoài tử cung nè, rồi bệnh lý nguyên bào nuôi nè, rồi các cái tiền căn về phẫu thuật nè, là những cái thai bất thường, thì đòi hỏi các bạn phải khai thác cho nó kỹ. Đặc biệt nhất là những cái vấn đề mà khi chúng ta có chỉ định mẫu phẫu thuật thì nó gắn liền với cái vấn đề này rất là nhiều, gắn liền rất là nhiều. Ví dụ như là chuyển dạ ngưng tiến triển do đầu quay không hoàn toàn, thì như vậy thì cái chuyển dạ đó 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 nó không phải là cái mà để chúng ta quyết định cho mổ lần sau. Nhưng mà cái chuyển dạ ngưng tiến triển mà do xin lỗi, cái trường hợp là chuyển dạ ngưng tiến triển do khung chậu hẹp đó, thì lúc này là có chỉ định mổ lần sau. Nên chính vì thế là các bạn phải chú ý dùng trong cái quá trình mà chúng ta làm một bệnh án, chúng ta khai thác tỉ tỉ này cái tiền căn này. Một số những cái trường hợp mà chúng ta làm á, chúng ta gần như chúng ta khai thác rất là mơ hồ. Và như vậy thì khi các bạn khai thác á, thì các bạn phải nhớ cái bài lý thuyết. Ví dụ như ta nói cái vấn đề vết mổ cũ chẳng hạn, thì cái việc mà các bạn phải nói cho được là năm yếu tố. Thứ nhất là cái sản phụ này lần trước được mổ với chẩn đoán gì, chẩn đoán nó có tồn tại hay không tồn tại. Nếu mà nó là chẩn đoán mà gọi là không tồn tại, chẩn đoán không tồn tại thì sao, thì chúng ta vẫn có thể theo dõi xâm nhập âm đạo được. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là gì, phương pháp phẫu thuật là cái gì. Ngừng trước mà nó mổ ngang đoạn dưới lấy thai thì lúc này ta có thể ta theo dõi xâm nhập âm đạo. Nhưng mà lần trước mà nó mổ vì cái vết mổ mổ vì cái bóc nhân sơ, lần trước nó mổ vì à,
mẫu đường dọc dọc mà dọc thân tử cung thì bắt buộc các bạn phải mổ lại. Đấy, bắt buộc các bạn. Còn nếu như mà lần trước nó mổ ngang đoạn dưới lấy thai thì coi như chúng ta yên tâm để chúng ta đánh giá cái vấn đề của cái ca mổ đó, ca phẫu thuật đó có sanh nhãn âm đạo được hay không. Đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba các bạn phải nói cho được đó là gì, là những cái trường hợp này đã mổ bao lâu. Mổ bao lâu chúng ta hay cãi lộn nhau về cái chuyện này, đúng không? Các bạn có cãi lộn không? Bây giờ ta hỏi thử là một bạn nào trong lớp này, hay là bây giờ mà nếu như gọi là vết mổ cũ á, hỏi mấy câu nha. Câu thứ nhất là vết mổ cũ là được quy định bao nhiêu tháng. Thứ hai, khi mà chẩn đoán cái vết mổ cũ bao nhiêu tháng đó thì nó tính từ khi nào, tính từ khi nào đấy. Thì bây giờ đề nghị lớp trả lời để mà chúng ta mà rõ cái điểm này hả. Bây giờ gọi nha, Đoàn Việt Hưng rồi mất tiêu. Dạ con nghe thầy ơi. Nhưng mà con nghe thầy ơi gì trời, bây giờ trả lời đi. Vết mổ cũ là 2 năm thôi. 2 năm. Dạ. Ừ. Rồi, có ai có ý kiến gì không? Vậy sao? Có ai có ý kiến gì không? Ba năm. Rồi còn ai có ý kiến gì không? Nói không, có nhiều đó không mà đã một người lãi rồi. Rồi bây giờ là tính từ khi nào? Giờ nó nói vết mổ cũ 15 tháng là tính từ khi nào? Không biết luôn. Đã không? Vậy thì học bài vết mổ cũ lại đi ha. Rồi ta có mấy ngồi ngồi hỏi gì là ta có mấy ý để mà thi tính từ lúc mổ. Đúng rồi, tính từ lúc mổ cũng được. Bạn Tuấn 16 tháng. Cái đó nó là chính là thời gian, còn á là gì, rồi bây giờ là thời mà ai 18 tháng này Đức Thuận rồi còn người kia thì 2 năm coi như là đủ món ăn chơi đó. Rồi tai biến và biến chứng có hay không, và biến chứng của đó thường gặp là cái gì đó. Tất cả năm mấy yếu tố như vậy các bạn phải khai thác, nên là trong cái bệnh án là gần như các bạn là bị sót cái này rất là nhiều. Đấy là cái mà chúng ta lưu ý nha. Rồi bây giờ tới vấn đề là khám bằng bệnh sử thì mình không nhắc lại. Vấn đề mà các bạn gần như sai nữa đó chính là khám lâm sàng nha. Khám lâm coi người ta đang làm cái bệnh án nào nha. Có người làm bệnh án là khám lâm sàng rất là dễ thương, ghi ngày 6 giờ ngày 15 tây tháng 8 năm 2021 khám lâm sàng vậy đó, ngày 15 tháng 8 2021 đó, dấu hiệu sinh tồn ổn, tim đều phổi trong bụng mềm, gan không to lách sờ không chạm đó, rồi thâm âm đạo không có ra huyết đó, rồi gì nữa gì tiêu tiểu bình thường, rồi xong hết. Rồi cái tới tóm tắt bệnh án, trời ơi khám một cái bệnh án rất là dễ thương luôn, đọc cái bệnh án vô xong rồi muốn ói. Các bạn mới biết khám lâm sàng các bạn phải đánh giá cho đầy đủ tất cả những cái vấn đề cơ bản nhất trong cái vấn đề lâm sàng đó. Hiển nhiên ví dụ như trong cái bài này á, trong cái này của mình á,
là rất nhiều, khám vết mổ như thế nào, sờ nó làm sao, thăm âm đạo thế nào, khám mở dịch làm sao, cổ tử cung đánh giá sao, khám em bé làm sao, cận lâm sàng nó có là cái gì, nó rất là dài, nó rất là nhiều cái yếu tố nha. Mà mình á, là khám là rất là hờ hợt luôn, không hề có một cái đặc tính chung nào để mà chúng ta nhận định hết trơn, thì lúc đó nó rất là phiền, rất là khó. Do đó nó đòi hỏi các bạn phải gì, phải nhận định và khám cho nó đầy đủ hả, bao gồm khám khám tổng quát rồi đến khám chuyên khoa, thấy chưa? À, chúng ta có một ca hậu phẫu mổ lấy thai thì mình cũng phải coi coi là dấu hiệu sinh tồn người ta làm sao, rồi khám cái tổng quát người ta, tim nó làm sao, cái huyết áp nó thế nào, vân vân. Rồi bây giờ mình nhìn lại, mình khám chuyên khoa thì khám cái khám vú bệnh nhân có gì, bởi vì bệnh nhân này là hậu sản mà, thì phải phải coi cái tiếng vú người ta gọi gì, rồi tới khám ở bụng người ta, khám bụng người ta thì mình mới coi vết mổ, vết mai á, mà cái sự co hồi tử cung, cái tính chất của sản dịch, rồi cái đó là chúng ta đánh giá ha, mật độ tử cung, rồi tính chất đau, rồi là cái độ di động của tử cung, và mỗi lần các co nó có ra dịch không, thì ra sản dịch đó là màu gì, lượng nó bao nhiêu, mùi đến thì thế nào đó, gần như là chúng ta khám rất là vậy ha, rất là mơ hồ. Đó là cái mà các bạn phải chú ý trong vấn đề thực hành lâm sàng. Một điểm nữa mà các bạn cũng rất là dễ sai sót, đó chính là tóm tắt bệnh án. Các bạn tóm tắt bệnh án như thế nào đó, mà tôi thì đã đọc các tóm tắt bệnh án của các bạn là y như không hề khác biệt gì phần khám lâm sàng với nguyên cả các bệnh án của các bạn. Tóm tắt bệnh án của các bạn là cả một quá trình rất là dài sọc nha. Do đó đó là chúng ta phải lưu ý cái này, phải coi lại cái này nó như thế nào. Và như vậy thì trong quá trình chúng ta coi cái đó, chúng ta đánh giá cái đó, thì chúng ta chỉ ghi lại những cái gì, những cái phần là tóm tắt thôi. Tôi nói ví dụ như các bạn làm bệnh án chuyển dạ xanh, các bạn khám lê bon, một là giày, hai là giày, ba là giày, bốn là giày, rồi kết luận ngôi gì, thế gì, chưa có gì, ngôi đầu, thế phải, chưa lọt. Vậy thì khi khám cái lê bon nó xong rồi á, thì các bạn không cần phải ghi lại bốn lê bon trong phần tóm tắt bệnh án. Bạn ghi gì? Ghi tóm tắt là ngôi đại thủ được lê bon hai chấm, ngôi đầu thế phải chưa lọt. Hay là gì? Hay là chúng ta đánh giá cái bề cao tử cung ha, là đo bề cao gì á. Rồi bây giờ bề cao tử cung 30 cm, dòng bụng 45 cm, ước lượng trọng lượng thai bao nhiêu, gạch cái mũi tên ra, ước lượng trọng lượng thai trên bề cao tử cung, dòng bụng ra được cái con số. Và lưu ý lúc nào cũng có cộng trừ ở trong đó. Đã là ước lượng thì phải có cộng trừ. Hay là gì? Hay là chúng ta ghi cái quá trình sanh, sản phụ được vào vào nhập viện theo dõi sanh trong 3 tiếng, trong 5 giờ, trong 10 giờ. Sanh thường có các mai tầng sinh môn, một bé như thế nào, ấp ra bao nhiêu, cân nặng lúc đó là có thì không có diễn tiến gì bất thường, rồi là coi sự sống. Các bạn ghi hết lại tường trình phẫu thuật, rồi tường trình cái gì tờ lưa trong đó, điều đấy là không hợp lý. Nên các bạn phải chú ý trong quá trình các bạn tóm tắt, và chúng ta tóm lại những điểm chính thôi. Đó là cái ý thứ nhất liên quan đến tóm tắt bệnh án. Ý thứ hai, mổ lấy thai vì ngô mông nè là ngày thứ ba, thì những ngày trước người ta tóm tắt lại dấu hiệu sinh tồn ổn. Rồi thứ hai là gì? Diễn tiến trong những giờ đầu, sản phụ là gì, vận động vào khi nào, trung tiện khi nào, rồi là uống ăn uống như thế nào, có vấn đề gì không, ghi tóm tắt lại trong đó nha, cho đến khi mà chúng ta cái thời điểm thì chúng ta mổ. Còn nó bình thường hết trơn thì chúng ta là ghi là trong những ngày đầu và những giờ đầu sản phụ vận động tốt, ăn uống bình thường, có cho con bú và hiện là không có đau vết mổ. Vậy là chúng ta tóm tắt rồi, chúng ta không có kể từng cái phần nhỏ, và đó là gọi là tóm tắt bệnh án. Rồi đó là cái vấn đề mà tóm tắt bệnh án. Vấn đề cuối cùng là hướng xử trí. Gần như các bạn làm một hướng xử trí nó mang cái tính chất rất ư là tùy tiện. Tùy tiện ở chỗ nào? Ở chỗ là bây giờ, một là các bạn muốn cho kháng sinh như thế nào bạn cho. Bạn cho thuốc không có đúng chỉ định, không đúng cái gì cả. Việc sử dụng kháng sinh đó là nó ảnh hưởng đến cái việc cho con bú, mình cho phải cẩn thận. Và khi cho kháng sinh đó thì phải coi cái là ca này có cần cho hay không.
Ha, ở đó thì thầy ơi, tại vì trong bệnh án nó cho kệ nó, nhưng mà các bạn làm bệnh án, các bạn làm bệnh án có nghĩa là các bạn là người chịu trách nhiệm trong bệnh án các bạn đang làm. Bạn đổi thừa với bác sĩ rồi, bác sĩ Tâm muốn cho sẵn, em chỉ ghi lại thôi, đâu được. Mình làm bệnh án là mình phải chịu trách nhiệm trong cái đoạn đó. À, người ta không phải là người ta nói bạn sai, mà cũng không phải người ta nói cái ông cho bệnh án làm sai, mà người ta muốn hỏi bạn rằng là trong trường hợp này có nên cho kháng sinh hay không, và bạn phải lý giải vấn đề đó. À, trường hợp này em cho kháng sinh, thứ nhất là bệnh nhân này đã có ói vỡ, bệnh nhân này chuyển dạ kéo dài, nguy cơ nhiễm trùng nó tăng, bệnh nhân này có mất máu, do đó có khả năng nó chảy máu, nó dẫn đến cái nhiễm trùng. À, bệnh nhân này chế độ dinh dưỡng kém thì sức hồi phục nó không có được tốt, cho đó gây nguy cơ nhiễm trùng, sử dụng cái gì đó là mình lý giải trên cái bệnh viện, là mình làm cái bệnh án này, mình quyết định mình cho, chứ không phải rằng cái ông A ông cho là mình sẽ đưa vô trong cái bệnh án mình. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, bạn cho cái gì đó thì bạn phải hiểu về nó, chứ không phải là bạn cho xong rồi là có nghĩa là bạn quăng nó cho muốn ai làm gì làm. Bạn cho cái thuốc A này cho một bệnh nhân A, à, một bệnh nhân B, thì á, nữ hộ sinh á, là điều dưỡng á, nó hỏi rằng bác ơi thuốc này cho như vậy cho có vẻ không hợp lý. Có nhiều nữ hộ sinh, có nhiều bác, nhiều điều dưỡng nó giỏi á, tại vì người ta làm lâu năm mà. Bạn cho cái gentamicin mà một ống nhân hai tiêm bắp là thấy muốn nhảy lầu rồi. Nói mà bác ơi sau này cho thấy nó hơi kỳ kỳ, người ta tôn trọng mình, ta còn nói kỳ kỳ á, thì mình phải coi lại. Không, có một bác sĩ tôi cho là đúng rồi, làm theo ý lệnh của tôi đi. Thế nói xin lỗi bác nha, bác cho sai rồi đó. Rồi nó nói nhiều đó thôi, nó mang nguyên bộ hồ sơ đi đến lãnh đạo khoa. À, bác ơi cái này em thấy cho không hợp lý. Các bạn có phải vừa mất điểm với nữ hộ sinh mà lại vừa mất điểm với lãnh đạo không? Như vậy thì vấn đề tôi muốn nhắc các bạn rằng, khi các bạn cho một cái gì ở bệnh nhân là phải phải nắm nó là cái gì. Mình không phải là mình muốn cho cái gì là cho, mà mình không phải là thiên thần hay là cái gì là ông thánh gì hết trơn á, cái gì mình cũng có thể sai. Nhưng mà vấn đề là khi ta sai á, mà người khác tế nhị người ta giúp mình á, mình để cho người ta chửi là mình á, thì ấy. Và cái gì cũng vậy ha, một cái điều rất quan trọng rằng người ta tôn trọng mình á, người ta nói chuyện mình rất là nhỏ nhẹ ha, rất là nhỏ nhẹ, rất là dễ thương, người ta quý mình á, người ta sẽ ấy, và người ta tin tưởng mình, người ta mới mới điều là gọi cho mình. Có một em á, mới bệnh viện phụ sản chiều sáng trưa nay 12 giờ điện thoại, anh ta mời có gì vậy đó, bây giờ em giải quyết tình huống nó như thế nào. Như vậy thì mình á, ở góc độ một người đàn anh á, là khi đó là mình bắt đầu mình phải giải thích cho em nó hiểu cái khía cạnh ABC trong vấn đề đó. Rồi á, là đồng thời á, nó cũng sẽ là một cái niềm vui đối với mình, là đàn em nó vẫn còn tôn trọng mình, à nó còn biết để nó kiếm người nó hỏi. Nhưng mà ngay từ ban đầu bạn đã làm sai thì người ta còn hỏi các bạn nó không? Đó, còn hỏi không? Câu đó rất là quan trọng. Nữ hộ sinh mà không tin mình á thì tới chừng rồi lại gặp mình là nó né trước, nó sửa trước. Có rất nhiều những cái câu chuyện đặt ra vấn đề đó ha. À, và phải cẩn thận. À, có một bác sĩ ở tại Cà Mau điện thoại, thầy ơi em xin ý kiến thầy cái gì này. Sau khi điện thoại xin ý kiến xong rồi á, thì mình chỉ cho cái cách hướng giải quyết vấn đề và tư vấn cho bệnh nhân. Rồi xong rồi vô gặp lãnh đạo khoa để giải thích này kia, để làm cuối cùng lãnh đạo khoa nói không làm theo cái này. Đấy, thì khi làm theo xong rồi, thầy ơi lãnh đạo khoa em nó trưởng khoa kêu làm vậy đó thầy, rồi sao thầy, thì mình sẽ phải coi lại để mình giải thích lại cho vấn đề đó cho người ta hiểu. Nhưng mà trong cái tình huống đó là đòi hỏi mình phải phải làm theo cái cách kia, thì lúc đó là sao, bạn này á không 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 mấy, cũng vẫn làm theo cái ý của trưởng khoa, nhưng mà một thời gian sau á ca này xảy ra tai biến. Khi mà xảy ra tai biến rồi á, thì lúc đó lãnh đạo khoa có một ưu điểm là luôn luôn đúng. À, lãnh đạo khoa luôn luôn đúng, do đó nói rằng cái cô kia, cái bác sĩ kia đã làm sai, cái anh kia đã làm sai. Và khi nói làm sai như vậy á, minh chứng là cái gì, là án tại hồ sơ. À, trong hồ sơ á chị chính là người ký, ông Lâm Đức Tâm ổng ký,
mà ông đâu có trình cho tôi nên tôi không có biết, và bây giờ xảy ra tai biến thì ông phải chịu trách nhiệm. Tình huống nó có không? Có, gặp rất là nhiều. Nên á, khi đó tao mới dạy mấy bạn trẻ rằng là gì? Khi bạn trình cho anh cái hồ sơ, nghe, em phải đưa cho anh ký. Em không đưa cho anh ký coi như anh không biết, và xảy ra chuyện em tự chịu trách nhiệm. Cái điều đó rất là dễ xảy ra đó bạn. Do đó mình phải hiểu cái gì? Mình phải hiểu cái gốc của vấn đề để chúng ta giải quyết vấn đề đó. Chứ chúng ta không phải là cái ngọn, nghĩa là người ta làm là luôn luôn đúng, đúng không? Không phải người ta làm là luôn luôn đúng. Như vậy thì mình phải coi là cái đó có đúng không. Và hiển nhiên cái ưu điểm của con người á là cái tôi nó quá lớn. Mấy người mà gì trước mặt tôi mà mấy người mà nói rằng là ông cái này ông kia ông sai cái này sai cái kia là nó đập đập mình, thấy không? Đó. Thì mình phải nói khéo, mà nói khéo có những người người ta không bao giờ nghe. Vậy sao? Vậy thì mình âm thầm, mình lặng lẽ, mình trốn nha. Khi đó làm gì? À, tôi trình cho anh rồi. Dạ, thưa bác, em đã trình cho bác rồi, nhờ bác ký vô trong đây xác nhận cái là có trình gì cái này. Thế là sao? Là mình ấy, mình thoát nạn. Nhưng mà hắn ký rồi là hắn chịu trách nhiệm rồi, đâu có. Đấy, như vậy thì khi mà chúng ta làm những cái điều đấy, nó đòi hỏi các bạn có gì? Phải nắm chắc cái khía cạnh đó để các bạn mới làm được. Bây giờ người nữ hồ sinh nó nói rằng gentamicin không được xài như vậy. Thực sự là họ có biết không? Không. Nhưng những người khác họ làm sao? À, tại vì họ họ, họ dùng hai ống tiêm bắp. Và hai ống tiêm bắp như vậy, tự nhiên cái mình cho một ống nhân hai tiêm bắp thì thắc mắc phải rồi. Thì mình phải hiểu đó là cái mà chết người nha. Các bạn rất là nguy hiểm trong cái vấn đề này. Tôi nói ở đây tôi không phải là chê cái bệnh án hay là cái gì hết trơn, nhưng mà tôi muốn nhắc các bạn rằng khi ta làm cái gì á trên sinh mạng con người, ta phải cố gắng làm sao hiểu và đánh giá cho nó tốt về một khía cạnh mà ta quyết định. Kháng sinh ta xài tao hiểu về nó một chút xíu đó. Tôi không cần các bạn là chuyên gia về kháng sinh, nhưng ít nhất các bạn phải hiểu về một số các kháng sinh thông dụng để các bạn xài, thì lúc đó nó sẽ giải quyết được cái vấn đề là ta cho theo cái tính chất và sự động. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vấn đề ở chỗ là khi các bạn cho kháng sinh đó, rồi đó là chúng ta phải đánh giá trên cái sữa của người ta nữa, cái đó có qua sữa không và qua sữa nó ảnh hưởng như thế nào đó, là ra các bạn phải chú ý ha. Tôi nói như vậy để các bạn gặp, để các bạn cần phải chỉnh đốn là cái này đó. Cho mà chúng ta còn giết sao tên của người ta mà còn viết sai nó mới ghê không. Sai đó, có một sinh viên á, mấy anh chị á viết cái đơn là em xin kính gửi thầy Tâm Đức Lâm, em là lớp đó vậy đó. Trời ơi, đọc đâu có nhiều đó thôi là thấy nổi sung thiên được không hả? Tên tôi nó còn biết nữa thì làm gì mình mà nó ấy vậy, lòi ra là coi như là nó đâu có nắm vấn đề gì đâu. Đấy, thì do vậy thì các bạn phải phải chú ý ở trong cái vấn đề. Là cái mà chúng ta gần như chúng ta không có chú trọng, không biết. Thì các bạn phải khám và ghi nhận tư vấn cho kỹ cho bệnh nhân. Cái gì các bạn đã học thì cái nó đều đã tư vấn, mà tôi thì tôi đều chú trọng ha. Rồi giờ này gần hết giờ mà bạn nào giờ này đi vô. Có cái tư vấn mà bạn cần cái chú trọng là gì? Thứ nhất là nuôi con bằng sữa mẹ. Ha, mà tuy mà nói tới nuôi con bằng sữa mẹ thì các bạn trong đầu các bạn thế nào bú vô kinh đó, thì các bạn là ưu điểm của các bạn là dạ dạ thôi chứ không có làm gì được hết trơn. Thì như vậy thì làm sao bạn đạt được yêu cầu? Bạn phải hiểu gì thế nào là bú vô kinh. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là nếu bạn không nói tới bú vô kinh á thì các bạn sẽ nói đến cái tình huống đó là sử dụng progestin liều thấp thì cũng được đi, nhưng mà các bạn sử dụng như thế nào? Đấy, vấn đề ở chỗ là các bạn tư vấn cho người ta để tạo lòng tin cho bệnh nhân á, thì đòi hỏi các bạn phải nói cho nó đúng đúng vấn đề à. Đấy là cái vấn đề tư vấn về cái người thai. Vấn đề tư vấn thứ ba là gì? Là khi các bạn á làm cái bệnh án cho bệnh nhân á, thì đòi hỏi các bạn phải
phải tư vấn ở chỗ là chăm sóc trong vấn đề hậu sản, sản dịch rồi cái này, thì khi các bạn có những cái ca lâm sàng á, nó đòi hỏi các bạn phải không biết gì cả, thì các bạn phải đặt cho bệnh nhân là tái khám khi có dấu hiệu bất thường, và một số dấu hiệu bất thường là cái gì các bạn phải kể ra. Đó là cái tư vấn cho thai phụ. Cái tư vấn thứ hai á là tư vấn cho em bé, đặc biệt là vấn đề chích ngừa, không, vấn đề chích ngừa. Vấn đề thứ hai là gì? Là bú sữa mẹ, bú sữa mẹ. Và khi bú sữa, để mà chi? Để biết em bé nó có đủ đủ sữa, rất là giới hạn trong cái việc mà chúng ta tư vấn về các em bé. Tương tự như vậy, khám lâm sàng các bạn cũng rất dễ không khám. Có một khám lâm sàng cho bé không khám, mở ngoặc, em khi chúng tôi cho thi á, là nó đều có nằm đó, các bạn lòi ra cái chuyện là gian dối. Như vậy thì chính vì thế là các bạn phải cẩn thận trong quá trình các bạn làm. Nói tóm lại, tôi muốn nhắc các bạn rằng khi các bạn làm một bệnh án ha, thì cần phải chú trọng những vấn đề. Thứ nhất là cái lý do nhập viện, thứ hai là vấn đề tiền căn, đặc biệt là tiền căn sản phụ khoa, thứ ba khám lâm sàng phù hợp với vai trò và vị trí của chúng ta khám tại vị trí ở đó, thứ tư tóm tắt bệnh án là cần phải chú trọng đến vấn đề là ghi nhận lại cái thông tin chính của bệnh án để chúng ta chẩn đoán và xử trí, thứ năm sau khi xử trí xong rồi thì chúng ta có cái hướng tư vấn, thì cũng phải tư vấn cho bà mẹ thế nào và tư vấn cho em bé cái gì. Khi có vấn đề gì bất thường cho mẹ và cho bé thì phải đi tới khám. Thì lúc đó chúng ta phải lưu ý để mà chúng ta tư vấn cho thai phụ, bao gồm chế độ ăn uống, vận động, nghỉ ngơi, thì từ cái dấu hiệu bất thường về vấn đề sản dịch, vấn đề tử cung. Đối với em bé là tư vấn về cái chuyện cho con bú, bú đủ và bú như thế nào, lợi ích của bú ra sao, bé cần phải gì, phải được tiêm chủng và lịch tiêm chủng như thế nào, phải tư vấn cho nó kỹ để giúp cho thai phụ người ta nắm vấn đề. Thì đó, đó là cái nội dung thứ hai mà liên quan đến vấn đề đó là các bạn làm một cái bệnh án ở trong giai đoạn đó là hậu phẫu, hậu sản, hoặc là một cái bệnh án chuyển dạ. Chỉ nói chung chung như vậy để cho các bạn nắm nắm tính chất chung chung. Chứ còn bây giờ chúng ta không có bệnh án cụ thể nào thì cũng không nói được gì trường hợp cụ thể đó. Mà đòi hỏi các bạn phải chú ý cái điểm chung như vậy. Thì đấy là cái nội dung thứ hai liên quan đến cái vấn đề là chúng ta chuẩn bị bệnh án và